Đêm đó gió to nổi lên, một cơn bão kéo đến, làm cây cối trong vườn bật gốc mà bay. Quân lính cũng kinh hãi nhìn thấy lâu đài vợ chồng chữ Đồng Tử bay lên trời. Lòng hiếu thảo, đức thủy chung chính là thứ khiến tổ tiên chúng ta xây dựng nên hình tượng vị thánh bất tử thứ ba chữ Đồng Tử hay chữ Đạo Tổ. Ngày xưa ở thôn chữ Xá có hai cha con nhà chữ, vì cháy nhà mà chẳng còn lại tài sản gì, chỉ còn lại mỗi chiếc khố hai cha con thay nhau mặc mà đi kiếm sống. Nhưng khi người cha quá cố của chàng chữ Đồng Tử qua đời, chàng đã chôn chiếc khố độc nhất ấy cùng với cha, ba ngày ngâm nửa mình dưới nước mòn men đến các mạng thuyền xin ăn hoặc đánh tôm đánh cá. Đương thời vua Hùng thứ ba trong thế hệ vua Hùng thứ 18 ấy, có người con gái tên Tiên Dung, con gái của vua đã đến tuổi cập kê, nhưng chàng nào muốn an phận cưới chồng mà chỉ muốn ngao du sơn thủy, ngày ngày dông thuyền đi khắp nơi. Một hôm nọ, thuyền của Tiên Dung đã tiến đến khu vực mà chữ Đồng Tử thường ngày ngâm mình, khiến chàng hoảng sợ tìm chỗ ẩn nấp. Thấy cảnh đẹp, Tiên Dung bèn lệnh cho người hầu dựng màn ở bụi lầu để nàng tắm. Vô tình nơi ấy là nơi mà chữ Đồng Tử đang ẩn nấp, nước xối làm lộ ra thân hình chữ Đồng Tử dưới cát, làm Tiên Dung ngạc nhiên vô cùng. Sau khi nghe chàng trình bày sự tình, thấy chàng thật thà và hiếu thảo, khôi ngô cường tráng, thú vị hiếm có, Tiên Dung lấy lòng yêu thích, từ đó nguyện cùng chàng chung sống vợ chồng. Tuy nhiên, vua Hùng không đồng ý cuộc hôn nhân này và lệnh cho Tiên Dung không được quay lại cung. Nàng cùng chữ Đồng Tử mở chợ Hà Thám, bắt đầu nghề buôn bán và đổi chắc với nhân gian. Chợ Hà Thám buôn bán sầm uất, cuộc sống thì càng ngày càng thịnh vượng. Người dân trong vùng cũng tôn vợ chồng chữ Đồng Tử làm chúa. Sau đó, một vị khách bày kế ra ngoài buôn bán để tạo thêm lợi nhuận. Chữ Đồng Tử nghe lời Tiên Dung khuyên nhủ mà lên đường đến núi Quỳnh Viên. Chàng đi lấy nước từ một miệng giếng thì gặp một vị sư tên Phật Quang. Thấy chuyện trò hợp nhau, chữ Đồng Tử bèn giao vàng cho vị khách buôn nọ đi buôn một mình, còn mình ở lại học đạo cùng vị sư. Khi thuyền quay lại đón cũng là lúc chữ Đồng Tử phải quay về, Phật Quang bèn đưa cho chàng một cây gậy và cây nón lá, đồ rằng đây là vật thần thông. Chàng cũng thuận lòng mang bảo vật về và kể lại mọi chuyện với Tiên Dung. Như đã giác ngộ, Tiên Dung vâng lời, dẹp bỏ chuyện buôn bán rồi theo chân chồng cùng đi học đạo. Một hôm trên đường đi, trời thì sập tối, còn hàng quán ven đường thì chẳng có. Chữ Đồng Tử và vợ cắm cây gậy che chiếc nón lá để nghỉ ngơi. Không ngờ cung điện vàng từ đâu xuất hiện, kẻ hầu người hạ, tiên đồng ngọc nữ xếp thành hàng sẵn sàng hầu hạ. Sáng hôm sau, người dân chung quanh thấy hiện tượng lạ thì mang vật lễ đến để tế bái. Nhưng việc này đã khiến vua Hùng tức giận, ông cho rằng con gái mình đang làm phản, bèn cho quân đến để đánh. Thay vì chống cự, Tiên Dung từ tốn mời quân lính của vua cha nghỉ ngơi. Quân lính của vua Hùng nghỉ ngơi tại bãi tự nhiên, cách lâu đài của vợ chồng chữ Đồng Tử một con sông. Đêm đó gió to nổi lên, một cơn bão kéo đến, làm cây cối trong vườn bật gốc mà bay. Quân lính cũng kinh hãi nhìn thấy lâu đài vợ chồng chữ Đồng Tử bay lên trời, để rồi đến sáng mới thấy dấu tích còn sót lại là một cái khu vực lõm xuống. Dân chúng thấy điềm bèn gọi là đầm nhất dạ, đầm một đêm, rồi lập miếu xây để thờ vị thánh thứ ba trong bộ tứ bất tử chữ Đạo Tổ, được xem là vị thánh có công trong việc mang đến sự thịnh vượng cho dân chúng. Ông được tôn làm tổ nghề buôn bán, mang lại công việc và thúc đẩy sự trù phú của những ngành công nghiệp chăn nuôi khác tại vùng đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh đó, tình yêu của ông và Tiên Dung cũng khiến mọi người ngưỡng mộ, từ đó mọi người cũng tôn ông như vị thần đại diện cho tình yêu đôi lứa và sự hiếu thảo.